Rồi, hello anh em, về được ít hàng bán lẻ cho anh em nha. Dọn lên bán lẻ cho anh em nè. Anh em cần hàng gì thì cứ liên hệ vào Zalo nè. Đó, rồi em vệ sinh, rửa gáy rồi xong rồi cho anh em mình coi ha. Máy hôm nay cũng toàn, nói chung là lô này ok anh em. Lúc chưa mình hơi vậy đúng không? Ok á, máy là thấy đều đều đẹp á. Đây là 26, 261 nè. Đù, cứ ngắt luôn. Đây là quá trời. Hàng thường là anh em, hàng 900 triệu. Nhiều nè. Đó. Thì anh em cứ cần hàng gì thì anh em cứ bình luận dưới đây ha. Bình luận đi rồi em lên. Hoặc là anh em nào có xài Zalo thì kết bạn Zalo giùm em rồi bên em ấy cho, tại vì nhiều khi mấy con nằm ở dưới này sóc lên nó cũng mệt lắm anh em, đuối lắm. Rồi quay kiếm hại hại quay cho anh em coi coi. Đây Rubin 411 40 ly chốt mẹ tem à. Này không biết có tem dán chứ không nè. Con này đẹp anh em, 411, con này chạy chế hai kim luôn nè, vip nè. Con này giá là giá cũng tới anh em, một con TU siêu phẩm anh em à. Con này là phải gọi là thuộc dạng siêu phẩm mà hàng lướt à, như hàng thùng à. Đây cho 260 sang riêng nhất riêng nè anh em, xin đi qua shop rồi các kiểu à. Đầu cái quặng đâu đây luôn. Tanaka 27 đẹp dữ trời, lâu lắm rồi mới về gặp đây, dòng này đẹp ở trong nữa nghe anh em, nó nằm ở hướng ở trong nữa nha. Đó, chở hai đầu á. Này em về đâu 2 tầm có 250-280 cây anh nè, tại vì mua 2-3 chỗ quá. Đó, đây Honda, đây hả anh em, Honda GS35 nha. Đó, hàng Nhật bãi đàng hoàng cho anh em luôn. Đó, VIP, siêu VIP. Rồi bên đây có tên là Bamba nữa anh em, đây là Bamba ha. Đó, con này dọn nổ đâu này kia ok, tầm có 4 củ anh em nha. Đây là Bamba máy cần anh em á, chứ không phải mà như của người ta mà đầu ba lô gắn bình xăng lớn gắn cần khác vô anh em á. Cái này về nguyên con luôn anh em thấy nè. Đó, đây là 26, 261 cả nùi luôn anh em nè. Quá khứ tài lợi vô 253 mới vậy trời. Đây có con Rubin 411 nữa nghe anh em. TU thì Minh Thiên, TU cả chục con không ít đâu. Đó, Magu thì mới mới không, đẹp keng không nghe anh em. Rồi anh em cần hàng gì bình luận ở dưới hoặc là kết bạn Zalo em gửi xem ha. Thì nói chung hàng thì hàng lô thì vậy thôi, đều đều vậy thôi. Đẹp, nói chung lô này đẹp. Tại vì em có ông chủ bãi ở trên đó là mấy cái hàng mà nè, như cái hàng thứ này nè, đó là ông lấy ra ngoài cho anh em, thiếu đồ ông thấy ra ngoài ông bán sát cho em chưa. Tại vì nhìn cái lô máy thì nó không có được cái xấu đó, nó lúc nào cũng đẹp hết. Nè như con này nè, mới chát mà thiếu đồ ông cũng dục ra ông bỏ luôn nè. Đó, mới chát mà thiếu đồ dục ra bỏ. GS 25 nè. Chớp tem à. Xin được qua ba số TG, TL. Ê, con TL này VIP quá ta. TL này siêu VIP nha anh em, trợ lực chế le đỏ. Đời này về dòng Ruby vàng này cũng nhiều anh em. Rồi anh em cứ cần hàng gì thì cứ ấy ha. Còn mấy con nằm ở dưới này thì chắc em lôi lên nó khó khăn lắm nha anh em. Mấy con nằm dưới lôi nó hơi mệt, nó dưới lại ở trong. Rồi ok anh em. À bên đây nữa, quên nó cơm su rồi nằm bên đây nữa nè. Cơm 23, 26. Cơm cũng vip vip không nè. Cơm 23, 26, 24. Rồi anh em làm được báo em ha, 2K, 3K rồi các kiểu anh em nha. Rồi ok, cảm ơn anh em.